chẵn lẻ banh.bit, website chơi chẵn lẻ banh uy tín số 1, giao dịch tự động 24/7, thanh toán siêu tốc chỉ 3 giây, website đầu tiên chơi được lên banh, event hoàn tiền mỗi ngày, tóc thắng tuần nhận thưởng quà to, ghi cốt, nhiệm vụ ngày nhận quà cực khủng, nhanh tay truy cập chẵn lẻ banh.bit. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với đây của mình. Thì sau bao nhiêu ngày cày cuốc vất vả thì chuẩn bị sẽ reset mùa rồi anh em ơi. Thì chỉ còn khoảng đâu đó cỡ 5 ngày nữa thôi thì sẽ reset mùa nha anh em. Thì sau đó chúng ta sẽ trải nghiệm được một cái ngoại hình cực kỳ mới của Willian. Và chúng ta sẽ nhận được những gì mà từ trước tới giờ mà con Willian đã mất ở trong cái mùa này nha anh em. Đó, thì mùa trước, mùa hiện tại chứ anh em. Đó, mùa hiện tại thì con Willian đã bị mất sức mạnh bởi chiêu 1 và chiêu 3. Nhưng mà qua mùa sau thì nó lại được tăng sức mạnh chiêu 2 anh em ơi. Khá là ngon. Mình cảm thấy rất là ngon anh em ơi. Mình nói thiệt chứ anh em nào mà bỏ lỡ qua cái tin tức này thì chắc chắn luôn, qua mùa sau anh em nào mà không biết con Willian tăng sức mạnh thì có vẻ là không dám cầm con Willian vào mà đánh trong những cái trận hạng nữa, thì rất là sai lầm nha anh em. Đó, thì chỉ còn khoảng 5-6 ngày nữa thôi thì sẽ kết thúc mùa rồi anh em ơi. Thì skin con Willian là bậc 2S nó sẽ ra mắt nha. Và nó sẽ chỉnh sửa đi cái gọi là cái chiêu thức của chiêu 2 nha. Thì mình nghe đâu như là chiêu 2 nó được tăng đam anh em ơi. Đấy, nó khá là ngon nha. Thì con Willian này á, thì chỉ dành cho những bạn nào mà thích ăn mạng nè đó. Thích những cái pha mà áo diệu á, thì chơi những cái con như là Willian là rất là ngon luôn anh em ơi. Thứ nhất là Willian mình cảm thấy nó leo rank rất là ngon. Thứ hai là con Willian này nó cực kỳ là ảo luôn anh em. Đấy, thì bạn nào mà đang hiện tại là đang có niềm đam mê Willian giống như mình thì hãy cố gắng giữ cái niềm đam mê đấy nha các bạn ơi. Thì bởi vì sao? Bởi vì con Willian này rất là mạnh. Mình nghĩ sau này á, nó sẽ sửa đổi rất là nhiều thứ anh em. Anh em yên tâm đi. Mình sẽ cố gắng tạo nên một cái nền tảng riêng và một cái tên tuổi nào đó dành cho con Willian này nha. Thì mình chỉ mong rằng anh em có thể theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Thì mình sẽ cố gắng là người trải nghiệm đầu tiên skin con Willian khi nó mới ra nha anh em. Đấy, thì anh em nhớ lúc đó hãy vào kênh của mình và xem video nha. Mày chạy đâu vậy ta? Làm gì có cửa mà chạy anh em? Pha này trời luôn anh em ơi. Đầu game thì thằng Yuka mình nghĩ nó không có tuổi mình đâu anh em ơi. Đã anh em thấy không? Bây giờ Yuka nó đã hết chiêu thức rồi. Anh em nên quay lại và sóc đam nó cho mình. Nếu như mà pha này anh em mà chạy á, thì mình nghĩ nó sẽ hồi lại chiêu 2 và chiêu 1. Thì người chết sẽ là anh em nha. Nên những cái pha như thế thì anh em cứ chơi khô máu với mình. Thà chúng ta chết, nhưng mà đừng có bao giờ mình bị nó giết ngược lại anh em ơi. Cày lắm. Thì qua mùa mới khoảng 2 tuần sau mùa mới mình sẽ nhận cày thuê lại nha anh em ơi. Bởi vì đầu mùa thì có rất nhiều bạn từ ở những mức rank cao hạ xuống. Và cũng có rất nhiều bạn đánh ở những mức rank rất là dở luôn anh em ơi. Bởi vậy sau 2 tuần mình sẽ cố gắng đánh cày thuê nha anh em ơi. Đấy, bởi vì mình đã có kinh nghiệm cày khá là nhiều nên mình biết được rằng là những cái đầu mùa anh em, thứ nhất là rất là khó chơi. Bởi vì sao? Bởi vì team cho nó đánh đều rất là hay. Nếu như mà team anh em mà phế thì mình nói thiệt, anh em dù có chiến tướng hay gì không quan trọng, cũng gánh không nổi đó anh em ơi. Đấy, thì mình nên mình đã rút kinh nghiệm rồi. Sau 2 tuần mình sẽ nhận lại cày thuê cho anh em. Đó, từ bắt đầu là từ cái mùa reset, sau 2 tuần mình sẽ mở lại cày thuê. À, này hả mày? Chạy ra nè anh em ơi, đó anh em thấy không? Mình đánh Golem á, mình thao tác tay rất là nhanh. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình lúc nào mình cũng phải chừa lại một cái gì đó để mình vào được, nhưng mà mình phải ra được nha anh em. Thì con Willian này thì theo mình biết được rằng là nó là khắc tinh của những con máu mỏng anh em ơi. Thì những con tướng máu mỏng là những con nào? Có thể là những con AD, những con mít, có thể là những con như là đi top luôn anh em ơi. Bởi vì con Willian này là nó không ngán mọi đối thủ nha. Anh em cứ để ý đi. Khi con Willian này full đồ thì mình nói thiệt nó rất là ghê anh em ơi. Nhiều lúc mình đánh cảm thấy hắc đam rất là ghê. Và mình cũng có nhiều lúc mình đánh ở những cái trận hạng ở dưới á, thì mình lại thấy các bạn cầm Willian cũng rất là nhiều. Dạo gần đây thì mình thấy con Willian được bích khá là nhiều nha anh em. Đó, và cũng bị cấm cũng là đôi chút thôi. Ví dụ như mà cấm thì mình cảm thấy là 10 trận thì cấm 2 trận. Nó không bị cấm quá nhiều như con gọi là Elsu. Thì con Elsu này trận đấu cuối cùng mình để lên cao thủ thì lại gặp con Elsu anh em ơi. Thì nói chung này là trận này mình tin tưởng nha. Chứ thực ra là anh em biết rồi, những ông bắn Elsu thì mình nói thiệt, thà có kỹ năng thì bắn rất là hay. Còn những ông không có kỹ năng thì ối xội luôn anh em ơi. Nói chung là nhắm gà mà không biết trúng gà hay trúng vịt nữa anh em. Chả biết nữa. Thôi nào đừng ăn không? Ngọn anh em ơi. Thì lâu lắm rồi mình mới cầm lại cái skin trang phục của con Len sau đó học đường lại chơi nha anh em. Thì cái trang phục này cũng là sổ sức mạnh anh em ơi. Nẻ ra nè biết ngay mà. Đây. À anh em thấy không? Thằng gấu thì chắc chắn rồi. Đây anh em. Nó lướt đi anh em ơi. À đây luôn anh em ơi. Ngon luôn đây. Trời ơi thiệt bắt luôn nè.
Trời anh em ơi, chiếc bật kêu rồi qua ra nè. Đứng im mà cho ta. Ồ thiệt chứ, nó bay được kìa anh em ơi. Trời ơi, còn tóc biến nữa. Ơ trời, á à, mày. Hên quá anh em ơi, thiệt. Công nhận ông Guru chơi rất hay anh em. Đấy, ông anti cho mình là quá là chuẩn luôn. Thì mình nghĩ là ngày mai mình sẽ ra clip bay một lần cho ta cho em coi nha. Thì dạo gần đây có rất nhiều bạn comment rằng là anh ơi chơi những vị tướng khác đi. Thì ok, ngày mai mình sẽ bay clip cho ta cho em coi. Mình thì bay không hay nhưng mà sẽ cố gắng bay hay hết nhất có thể nha anh em. Thì đánh Gulen nhiều quả thiệt là rất là chán anh em ơi. Nhưng mà đánh Gulen thì mình phải có cái content và mình có gì đó thì mình mới dám làm clip để mình nói cho anh em nha. Thì con Gulen này á, anh em mà muốn đánh tốt mùa sau á thì cũng đơn giản thôi. Anh em chỉ cần dùng cái bộ ngọc của mình theo dõi những video của mình sắp tới đây thì bảo đảm luôn, dù có mùa sau nữa và sau nữa thì anh em có bị nếp sức mạnh đi chăng nữa, mình vẫn ra một cái con bài nào đó để khắc chế lại cái bị gọi là nếp đó nha anh em. Anh em cứ yên tâm và tin tưởng mình nha. Anh em chỉ cần có cái việc là follow kênh và theo dõi và bật chuông thông báo lên để đón xem những video sớm nhất đến từ mình thôi. Tại vì mình ra video vào lúc 18 giờ hàng ngày nha anh em. Thì có nhiều bạn lại cứ tưởng mình ra video vào lúc đâu đâu á. Có nhiều bạn vào Zalo hỏi mình rất là nhiều, hỏi là anh ra clip vào lúc mấy giờ. Thì mình sẽ ra vào lúc 18 giờ hàng ngày nha anh em. Ở 18 giờ hàng ngày là 6 giờ chiều nha anh em. Đó thì lúc nào mình cũng ra giờ đó hết á. Mình không bao giờ mà thay đổi giờ nha anh em ơi. Ui trận đấu này có vẻ là khá là căng anh em ơi. Trời ơi, tem mình chết hết luôn kìa anh em. Thì đa số những cái trận mà đánh như thế này á, anh em nên giữ mạng tốt nhất cho mình nha. Con giáp phai này nó thấy mình rồi anh em ơi. Cái thằng này, công nhận con giáp phai này rất tỉnh anh em. Bị gì vậy? Ôi lúc nãy đánh tốt thế mà, tranh tinh là một năm sau mà đánh như máy ta. Đó anh em thấy mình nói có sai không? Cái bức ranh này gọi là bức ranh khó nhất. Bởi vì sao? Bởi vì khi á mà anh em đánh, một là gặp tem rất là hay luôn, thứ hai là anh em gặp tem vừa hay mà vừa gà nữa, và thứ ba anh em gặp tem cực kỳ gọi là đánh không biết đánh luôn anh em. Đấy, nó rất là khó là chỗ đấy đấy. Quan trọng là cái nhân phẩm mà anh em được gà rán trao cho thôi. Thì có nhiều lúc mà mình quay clip đó rồi, anh em thấy không, đánh rất là khó. Và cũng có nhiều lúc đánh cực kỳ dễ luôn anh em ơi. Ui thằng gấu nè anh em. Trời ơi thiệt. Thôi xong rồi, hên quá anh em ơi. Giờ ta không hề có anti. Phải để mà giờ ta mà có anti mà bay thì mình nói thiệt, chắc chắn mình sẽ chết nha anh em. Rất là may mắn luôn á. Thì công nhận cái skin mà sau đó học đường này mình cảm thấy cái hiệu ứng anh em, nó giống như cái skin của mặc định. Nhưng mà mình thấy được một cái là nó khoác lên một cái vẻ gọi là nó thanh lịch hơn anh em. Đấy, nó đẹp trai hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó mặc một cái áo khá là đẹp anh em, và khá là bắt mắt, màu đỏ mà. Còn riêng về skin mới chuẩn bị ra đây á, thì mình khi mà mình thấy được cái ngoại trang của thuộc dạng là cái hình của nó anh em, thì mình nhìn nó cũng đẹp. Nhưng mà về cái hiệu ứng á, thì mình chưa thấy có video nào gọi là review cả. Bởi vì nó chỉ mới ra ở server đài thôi anh em ơi. Thôi về nào mấy ông thiệt. Ôi ơi, tem mình đánh khô máu luôn anh em ơi. Thì trận đấu này thì mình cho tem mình đánh khô máu anh em ơi. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang cố gắng farm nhanh nhất có thể để mình làm ảo thuật cho anh em coi. Thì con Gulen này khi mà anh em full đồ á, anh em chỉ cần combo cho mình là giống như ngày hôm qua mình có nói á, anh em chỉ cần dùng chiêu 3, chiêu 2, chiêu 1 thôi. Còn lý do tại sao mình lại bảo là con Gulen này là khắc chế của những vị tướng máu mỏng thì anh em biết tại sao không? Thì đối với những vị tướng máu mỏng mà bị ao vàng vào đồ á, anh em chỉ cần sóc đam họ, chỉ cần một phát thôi anh em, một phát thôi. Đặc biệt những là vị tướng như là mid nè là một nè, AD là hai, anh em sóc kiểu gì cũng chết anh em. Mình nói thiệt, sóc kiểu gì cũng chết nha anh em sóc chiều 1 chứ cũng được, chiều 2 chứ cũng được. Đây pha này anh em ơi. Ô thiệt chứ, lặn gì mà nhanh thế bạn. Công nhận con Sephira này lặn quá nhanh anh em ơi. Đó em không, Elsu bắn thì mình nói thiệt, tại sao mình lại ghét con Elsu? Thực sự là mình không phải là kỳ thị anh em, bởi vì đa số là những cái hình ảnh mà mình thấy bởi con Elsu á thì thể hiện không được tốt mấy anh em, nên họ mới bị kỳ thị thôi. Chứ thực ra con Elsu này mà gặp mấy cái ông mà bắn hay á thì anh em bắn mình nói thiệt, bách phát bách trúng. Những cái chiêu 2 mà cũng con Elsu á mà lại bắn dính 3 viên liên tiếp đi, mình nói thiệt chứ chết luôn anh em ơi, rất là đau nha. Ồ thiệt chứ, á à, đây đây anh em ơi, thiệt làm gì đây, băng trụ luôn anh em ơi. Đó em thấy không? Đây đây, Yata đây. Yata rất là tỉnh nha anh em. Mình cảm thấy trận đấu này thì Yata bay có vẻ là khá là hay. Là thứ nhất, thứ hai là con AD. Còn tem bạn, còn những thành viên kia thì mình không biết được rằng anh em ơi. À mà chơi ngươi à, lụm liền anh em. Thì đây chính là lý do mà mình nói là mình sẽ ảo thuật cho anh em coi. Đó em thấy không? Mình chỉ cần dồn một chút xíu thôi. Và mình chỉ cần đứng, mà đặc biệt những bạn mà thích đi gọi là cạnh tường á, thì nên né những cái vị tướng như là Batman nè, và con Willen ra, và cả con không nữa. Thì đây chính là một cái mẹo khá là hay nha anh em.
anh em mà gặp những vị tướng như là Batman, Ngộ Không, William biết chơi thì không nên gọi là đi sát tường nha. Bởi vì đi sát tường thì chắc chắn rồi, anh em sẽ biết được lý do tại sao mình chết và không hề biết nguyên do luôn anh em. Biết lý do nhưng mà không biết nguyên do tại sao mình chết, bởi vì đam nó quá ảo mà, làm sao mà cản được. Mình nghĩ trận đấu này là mình nên kết thúc nhanh thôi anh em ơi. Bởi vì sao? Bởi vì mình cảm thấy team mình bắt đầu là đánh hơi kiểu phá game và quăng một chút rồi anh em ơi. Bởi vì có mấy pha bị chết giao tranh bởi bên kia. Bên kia mà con teo nó mà xanh. Ở bên con theo Anat anh em đẩy. Con theo Anat nó mà xanh thì chắc chắn sẽ thua nha. Nhưng mà mình sẽ không để điều đó xảy ra đâu anh em ơi. Bởi vì một trận kè thuê của mình mà thua thì làm sao? Thôi, à mày chỉ muốn chơi à? Rồi xong rồi anh em ơi, mình lướt ngu rồi. Mình cứ tưởng chỉ có một mình thằng gấu và thằng giáp phai thôi. Ai dè có bốn thằng, có bốn thằng chứ mấy. Nó đứng ở trong đó nó rình nó bắt mình anh em. Quả thiệt chứ, rất là hay anh em. Bởi vì tam bạn biết được rằng là mình là một người cái lượng đam rất là to, nên bắt mình trước thì cái tỷ lệ win của bên bạn là sẽ là 60%+ rồi anh em ơi. Anh em thấy không, em su bắn vãi cả trưởng luôn anh em ơi. Đó anh em thấy không, đây là tại sao mà mình kiểu như là khá gọi là không tự tin mấy khi team mình có Yosu như anh em. Thà team bạn có thì mình không nói, mà team mình có thì đó gọi là một người đồng đội thứ 6 nha. Mình nói thiệt, con Yosu mà vô trong cái bắt trong giao tranh á thì mình cảm thấy đánh không có ngon anh em. Con Yosu nó chỉ thích hợp bắt những cái vị tướng kiểu như là anh em cấu máu từ xa, những vị tướng khó tiếp cận nè. Đó thì bích con Yosu vào rất là ngon. Và con Yosu này cá tay của nó rất có lợi, một cái là chạy rất là nhanh nha. Đó mình thấy cái lợi đó thôi anh em ơi. Và còn nữa thì theo những vị tướng AD mà hiện tại mà đang hot, đang hot cái Feta á, đang hot Feta nhất anh em, thì đó chính là vị tướng Violet nè, vị tướng Theo Anat nè và vị tướng John. Thì mình nghĩ anh em nên chơi ba vị tướng đó cho mình thì cái tỷ lệ thắng mà anh em chơi trong rank á nó sẽ cao hơn nha. Đó thì hiện tại là còn 5 ngày nữa sẽ hết mùa, bạn nào cần cày thuê để lên cao thủ cuối mùa cho kịp cho nhanh á thì anh em nhớ đó, anh em inbox số Zalo mình một cách nhanh nhất nha. Thì số Zalo mình để trong phần video nha anh em. À lúc nãy nghe đồn bên bạn giết mình đó hả? À Teo ơi Teo, đánh thường luôn anh em ơi. Đó anh em thấy không, đây chính là lý do tại sao mình nói con William là một khắc tinh của những vị tướng máu mỏng. Thì riêng về con Severa thì mình nghĩ vô một cái bô thì nó đã chết rồi. Và con Teo cũng vậy anh em. Ui gg, biết thế là tốt mới. Chắc chắn phải thua rồi, làm sao mà win được. Bởi vì những game đấu mà mình đánh như thế này á, thì mình không cho phép mình thua nha anh em. À thằng Yuka núp anh em ơi. Thì cái chuỗi này là khi nếu như mà mình thắng á thì mình sẽ được chuỗi 20 nha. Đó anh em thấy không, một khi mà mình cày thuê cho khách á là mình lúc nào cũng là chuỗi 19, chuỗi 20. Có nhiều lúc mình cày lên tới chuỗi 28, 25 lần anh em ơi. Khá là nhiều. Cái đó gọi là quá là kinh luôn anh em ơi. Mình nói thiệt, anh em nào có nhu cầu thì cứ tin tưởng ở mình. Thì riêng về phần bảo mật á thì mình bảo đảm với anh em luôn, uy tín nha anh em. Sao các bạn muốn chơi không? Ôi các bạn thua tới nơi rồi anh em thấy không. Còn gia ta thì mình nghĩ đối với gia ta thì mình vẫn lo được anh em ơi. Chơi luôn nè. Thôi win rồi anh em ơi. Thì game đấu này tới đây là kết thúc rồi anh em ơi. Anh em coi video mà thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem video sớm nhất đến từ mình nha. Và con video này chuẩn bị sắp tăng sức mạnh rồi, anh em nhớ theo dõi để đón xem video đó sớm nhất nha. Chỉ cần khoảng một tuần nữa thôi anh em ơi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ngày mai nha.